Và bây giờ bánh của mình đã xong rồi nha. Mình mời các bạn cùng thưởng thức bánh với mình. Rất là ngon luôn. Đây là bánh nhân khoai này. Còn đây là bánh nhân đậu. Mình sẽ bẻ ra cho các bạn xem. Đây rất là ngon. Nếu các bạn thắng đường kẹo hơn chút nữa thì nó sẽ ra một lớp kẹo. Còn mình thì mình không thích dính dính nên mình sẽ áo một lớp đường không có kẹo lắm. Các bạn, hôm nay mình sẽ làm món bánh cam. Nguyên liệu vỏ bánh cam gồm bột gạo 300g, bột nếp 300g và khoai tây. Khoai tây ở đây là mình có 100g và mè mình đã rang sẵn như thế này là 50g nha. Và nước đường, nước tường ở đây mình đã nấu sẵn. Nấu bây giờ nước đường còn ấm và bây giờ mình sẽ làm cái khâu vỏ bánh. Nguyên liệu của nhân bánh gồm có, hôm nay mình sẽ làm hai nhân, nhân khoai lang và nhân đậu xanh. Đậu xanh ở đây mình có 200g đường và 200g khoai lang và một bịch sữa tươi không đường. Bây giờ trước khi làm vỏ bánh, mình sẽ nấu đậu xanh nha. Mình nấu đậu xanh, mình sẽ cho vào đậu xanh một thìa muối và đậy nắp kín lại. Và bây giờ mình sẽ làm vỏ bánh. Mình sẽ tán nhuyễn khoai tây ra. Khi khoai tây còn nóng á, mình tán ra nó dễ dàng hơn. Khi khoai tây đã nhuyễn rồi, mình sẽ để bột vào. Mình cho hết bột vào luôn. Mình cho bột gạo và bột nếp vào luôn nha. Rồi mình dùng găng tay mình trộn đều chung cùng khoai tây. Khi đã trộn đều rồi, mình sẽ cho nước đường mình thắng lúc nãy còn ấm ấm, mình sẽ cho vào luôn. Cho vào từ từ, sẽ nhồi lên. Mình nhồi đến khi mà bột không còn dính trên tay như thế này là được nha.
mình sẽ vo tròn cục bột lại. Mình vo tròn cục bột như thế này và mình sẽ dùng màng đẩy thực phẩm. Mình sẽ đẩy bột lại và cho bột nghỉ trong vòng 30 phút. Và trong khi chờ bột trong vòng 30 phút, bây giờ mình sẽ xào nhân. Nhân của bánh cam nha. Mình sẽ làm nhân khoai trước. Mình sẽ cho khoai vào. Và mình cũng nghiền nát khoai ra. Khi nghiền khoai, mình sẽ để đường vào cho mình nghiền cho khoai dễ hơn. Nghiền nhuyễn khoai ra. Mình sẽ cho vào 100g đường. Và tiếp đến mình sẽ cho cỡ 2 muỗng sữa tươi không đường, muỗng ăn canh nha. Mình sẽ cho vào từ từ. Khi khoai đi sạt sạt là được. Và cho vào một muỗng ăn canh dầu ăn để khi mình xào sẽ không dính chảo. Tùy theo khẩu vị các bạn mà các bạn điều chỉnh lượng đường cho nó ngọt đủ, vừa đủ để mình thưởng thức. Sau khi mình đã tán nhuyễn khoai xong, mình sẽ bắt chảo lên bếp và cho hết phần khoai vào chảo để mình xào lên. Và mình sẽ khuấy cho khoai đều tay để tránh trường hợp dính vào đáy chảo. Và khi khoai đã kết dính thành khối như thế này là được. Chúng ta tắt bếp và để giấy chờ cho khoai nguội để mình vo nhân. Và bây giờ là tới phần nhân đậu xanh. Khi đậu xanh mình đã nấu chín rồi, mình cũng sẽ tán nhuyễn ra. Mình sẽ cho đường vào. Tán nhuyễn khoai ra cho thật là mịn. Nhà bạn nào có cối xay, mình xay sẽ nhuyễn hơn. Mình cũng sẽ cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Và bây giờ mình sẽ xào nhân bánh, nhân đậu xanh nha. Mình xào nhân đậu xanh kết khối giống y như nhân khoai lúc nãy. Khi đậu xanh đã kết khối như thế này thì mình cũng sẽ để chờ đậu xanh nguội và mình sẽ nắn nhân. Bây giờ mình sẽ chia phần vỏ bánh này ra. Tùy theo mà mình thích ăn cái bánh cam lớn hay nhỏ thì mình chia vỏ bánh và nhân bánh ra lớn hay nhỏ nha. Và mình đã chia phần bột xong. Với số lượng bột đó mình sẽ làm được ra 15 chiếc bánh. Bây giờ mình sẽ nắn nhân. Nhân bánh mình sẽ vo tròn lại. Mình sẽ nắn tròn lại như thế. Và tỷ lệ đều nha. Tỷ lệ với vỏ bánh là đều. Và bây giờ mình sẽ nắn bánh. Mình sẽ úp ngược lại.
và mình sẽ vo tròn lại. Mình sẽ vo tròn lại như thế này. Và mình sẽ đè hơi hơi xuống, ép bánh hơi hơi xuống. Đây, mình nắm thành hình này nhé. Và lần lượt mình sẽ làm cho hết số bột này. Khi mình đã nắn bánh xong rồi, mình sẽ tha một lớp nước ở bên ngoài. Tha một lớp nước bên ngoài một mặt bánh thôi nha. Và mình sẽ nhúng vào mè như thế này. Và đây mình sẽ làm một nửa phần mè thôi, còn một nửa phần không mè để chút mình ngào đường trắng nha. Lúc mình chiên xong á, mình sẽ áo qua một lớp đường trắng ở bên ngoài nữa. Và bây giờ là tới khâu mình chiên bánh. Mình sẽ cho dầu thật nhiều vào chảo. Và mình sẽ để đợi dầu sôi thật sôi. Mình mới để bánh vào chiên. Khi dầu đã thật sôi rồi, và bây giờ mình sẽ cho bánh vào. Mình sẽ canh cho bánh vàng đều. Mình sẽ vớt ra. Khi đã bánh đã vàng đều rồi, mình sẽ vớt bánh ra. Mình sẽ để lên một miếng giấy dầu đi. Và tiếp tục mình chiên cho hết số bánh còn lại. Và sau khi mình đã chiên bánh xong, bây giờ bánh mà có mè mình sẽ áo đường vàng, còn bánh mà không có mè thì mình sẽ áo đường trắng nha. Và bây giờ mình sẽ cho nước vào son. Mình cho khoảng 50g đường vào. Mình sẽ khuấy cho đường tan ra. Khi đường đã kẹo kẹo lại, mình sẽ cho bánh cam vào. Và trộn đều lên. Mình trộn đến khi nào cho đường nó trắng lên, khô lại và bám vào cái bánh cam nha. Đây, sẽ áo luôn một lớp ngoài như thế này. Và mình đã vớt bánh ra rồi. Và bây giờ tới khi mình làm tới khâu bánh mè. Và mình sẽ áo trên một
lớp kẹo ở trên bánh mè này. Bây giờ tới khâu mình thắng nước đường nhé. Khi thắng đường vàng mình sẽ cho nước nhiều hơn. Mình sẽ thắng nước đường cho nó kẹo lại. Và khi đường đã kẹo như thế này là được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Và mình sẽ múc cho một muỗng lên, sẽ rưới đều lên. Mình rưới đều cho khi hết bánh số bánh còn lại. Các bạn sẽ rưới nhanh tay, nếu không đường nó sẽ cứng lại, mình sẽ không rưới được. Đây, đường nó sẽ kẹo lại như thế này. Và bây giờ bánh của mình đã xong rồi nha. Mình mời các bạn cùng thưởng thức bánh với mình. Rất là ngon luôn. Đây là bánh nhân khoai này. Còn đây là bánh nhân đậu, mình sẽ bẻ ra cho các bạn xem. Đây rất là ngon. Nếu các bạn thắng đường kẹo hơn chút nữa thì nó sẽ ra một lớp kẹo. Còn mình thì mình không thích dính dính nên mình sẽ áo một lớp đường không có kẹo lắm. Mình chúc các bạn thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Mình chúc các bạn thành công nhé. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình thì hãy cho mình một lượt đăng ký. Xin cảm ơn các bạn.